Nhóm mình hỗ trợ tới cho bà cụ này, hoàn cảnh của bà cụ này. Để đó con, để đó đi. Dạ, cho bà cháu này mỗi người một phần, thì bà thì giờ già cả rồi, không có làm gì ra tiền á đây gia đình. Dạ, dạ. Rồi ở đây thì cái đứa cháu này thì không có, cũng con nhỏ, con cái còn nhỏ, hoàn cảnh cũng nghèo khổ. Cái nhà này là nhà đại đoàn kết đó đại gia đình. Dạ. Ta hỗ trợ rồi. Rồi, hỗ trợ cho người ta hai phần. Dạ. Cái này rau củ quả đâu chú ba? Sao ơi? Đây. Chú ba có phần thực phẩm thiết yếu hả? Dạ đây con phần nữa đi. Con phần nữa là hai phần, còn hai bịch rau củ quả với thuốc nữa, chú ba cho thuốc. Để đó đi con, để đó đi. Để cho đủ luôn. Con hoàn cảnh nghèo khổ không ai gia đình. Đó, cho hai bịch. Nó đi theo đường cái đường kinh đó. Rau củ quả không? Dạ, hai bịch. Dạ hai bịch, đây hai phần, bà cụ đang phần với bé này phần, bé này phần. Dạ. Rồi chú ba cho thuốc. Cho thuốc anh ba ơi. Bà, hôm nay nhóm từ thiện từ tâm ở trường Lưu á đến giúp đỡ cho gia đình bà phần hai phần quà ha. Bà nhận giùm nha, với vài phần thuốc tây uống. Dạ, thuốc tây thì uống nhớ là ăn cơm no thì uống nha. Dạ dạ. Rồi chú ba cho thuốc đi. Xuống. Đừng có ngàn cánh gạo. Xuống đi con. Dạ. Dạ. Trời thiệt bà hơn. Nè, cho cái thuốc đó thì khi nào có trái gió trải trời gì đó, yếu người bệnh uống nha. Để con, để đó. Nhà một lần uống lục liều. Dạ. Liều một lần uống. Ngày. Ngày uống hai lần. Dạ. Với cho bà nữa. Dạ, cho bà bên đây nữa. Bà này mới chết từ này. Dạ, dạ, có nãy cô đó kia nói. Dạ. Rồi, dạ. Dạ, có con cái gì không? Có hai đứa. Rồi, rồi. Dạ. 12 hả? Bao nhiêu phần à chú ba? Hỗ trợ nhiêu phần? Rồi rồi. Trời ơi, có con có cháu mà không hay lo hết. Cũng nghèo khổ không à, bà cũng lớn tuổi rồi. Con nó nghèo quá thì ban cho đủ con đó. Dạ. Hai chồng nhỏ này. Dạ. Chồng nó mà ngày có trăm mấy chút đó ban cầu nè, sao đủ ăn. Dạ. Nhờ đạo thấp người ta. Dạ. Rồi thôi bà, nhà nhóm con tới hỗ trợ cho gia đình bà phần quà cho nhóm con đi nha. Dạ, dạ. Chúc gia đình bà giàu giàu sức khỏe. Dạ dạ. Bà cụ đây tuổi thọ được nhiêu rồi? Thọ à? Dạ. Thọ nay 86. Dạ, 86 tuổi rồi. Sống với con cháu cho vui. Dạ đúng là đi theo đường đó đó chứ sao. Nó hơi khó ra chích đó chú Sáu, từ từ đi nha. Dạ dạ. Dạ dạ. Còn không được thì quay lại. Quay lại cái đường cũ nãy được không? Khó hơn không? Khó khó vậy chú ơi. Đi theo đường kinh nó khó lắm, quay lại đi. Dạ dạ. Thôi quay lại đi. Dạ. Rồi thôi nhóm con đi nghe nha. Một đường đổ mô Phật. Không có được, không sao. Cũng còn được. Dạ dạ. Rồi mình xin kết thúc video tại đây đã dành. Dạ. Đường trình lầy không à, nay mưa khó đi.